Xin chào tất cả các bạn, đây là sẽ hướng dẫn thực hành từ tờ ba lát với bài sứ mơ, hướng dẫn là giọng la thứ. Xuôi ngàn mưa rơi,
sẽ hướng dẫn giọng La Thứ và tiết tấu ba hát. Nhưng nó khác các lần trước, mà lần này tôi sẽ hướng dẫn phức tạp hơn một chút để chúng ta làm quen, nâng cao dần với những cái độ phức tạp của từng tiết tấu một. Những bài trước thì chúng ta đã làm quen với cách đệm ba hát và cách đệm hát đơn giản. Bây giờ tôi sẽ nâng cao cái phần phức tạp của nó lên một chút. Bài Sướng Mơ này nó thuộc về một số những bài hay và những bài nhạc xưa rất là hay. Tôi cái intro, cái đoạn dạo của nó tôi cũng phải hướng dẫn theo một cái kiểu, theo cảm nhận của mỗi người. Đây tôi sẽ hướng dẫn theo ví dụ một chút để sau này chúng ta có thể áp dụng được. Thứ nhất, tôi làm intro trước. Thì ở intro này chúng ta sẽ đi những bài thanh sau đây: La Thứ này, La Đô Mi Lá, Pha Trưởng, Rê Thứ và Mi Thứ này. Thì cách đánh như thế nào? Cái tay trái của chúng ta đánh rất đơn giản thôi. Nhưng khi chúng ta đánh, chúng ta nhớ cũng phải có nhịp 1, 2, 3, 4. Tôi sẽ hướng dẫn cái đoạn phiêu nó mô tả cái tiếng của nước chảy. Ví dụ ở La Thứ, chúng ta sẽ chạy như sau. Chạy từ mì, tay trái đánh này. Đến đô lại quay lại luôn. Si la mi đô, si la mi. Chúng ta chỉ cần để ý chúng ta tập một chút là được thôi. Ví dụ chúng ta đệm như các tiết tấu đệm ba lát bình thường, chúng ta có thể đánh chỗ được. Hoặc là chúng ta có thể đệm khác đi. Đó. Đó, tùy chọn cái cách chúng ta sẽ áp dụng cái tay trái ở cách đệm piano ba lát 1, tay 2, hay 3, hay 4 là tùy chúng ta chọn. Những cái tay phải tôi đang hướng dẫn đây là cái ba quán. Đó. Sau đó chúng ta sẽ có thể chuyển sang pha trưởng. Pha trưởng nó chạy như thế nào? Pha son la. Cũng chạy ba quán. Đây chúng ta sẽ chạy là
đoạn này nó sâu lắm, chúng ta có thể áp dụng cái kiểu đệm ballad đầu tiên. Từng hẹn mùa xưa về xây nhà bên dưới hiên, về suối rong rách trôi. À, ví dụ đến chứ nghe tối suối rong rách trôi chúng ta có thể mô phỏng cái suối. Từng hẹn mùa xưa về xây nhà bên dưới, về suối rong rách trôi và đường. Đó thì chúng ta đơn giản thôi ạ, để cái tiết tấu ballad phần thứ tư sẽ có. Nghe say dòng thanh xuân và đường hương gió đang ai đổ trong cuộc mơ bằng tươi. Đấy, thì chúng ta sẽ áp dụng vào, chúng ta sẽ tập làm quen dần áp dụng theo đơn giản nhất. Sau đó những bài sau tôi sẽ hướng dẫn áp dụng những kỹ thuật nâng cao hơn. Nhưng bây giờ bài chúng ta sẽ lấy bài này làm chuẩn để chúng ta tập xử lý sắc thái của từng đoạn và xử lý linh hoạt bốn tiết tấu ballad. Đến đoạn lên học trưởng, đoạn lên la trưởng thì chúng ta mỗi sau mỗi đoạn là người ta nghỉ bốn phách hoặc là dài dài, chúng ta sẽ có những cái lối vào đấy. Đùa trong không lá và người. Vâng tươi. Những đoạn này chúng ta có thể luôn có chạy vào. À, mình cứ tạm thời mình mặc định là mình chạy một câu, sau này chúng ta có thể là chúng ta có hướng chúng ta chạy câu khác. Nhưng đây tôi ví dụ để một câu là mẫu, sau này chúng ta có thể sáng tác nhiều câu chạy hơn. Ví dụ đàn ai đùa trong con lá vàng, ví dụ chúng ta có thể chạy đấy. Nhưng mà chúng ta lấy một câu là mẫu đã, sau này chúng ta quen với cách đệm vào những câu nối thì chúng ta có thể chúng ta làm nó hay hơn. Cảm xúc của chúng ta và chúng ta cảm nhận được bài hát đoạn nào cần sâu lắng, đoạn nào cần phức tạp, đoạn nào cần tả dòng suối. Còn như lương dao vơi xuôi xưa trôi nơi đây. Không có gì là khó, không có gì phức tạp cả. Chứ chúng ta là nhấn làm sao để cho ra sắc thái của bài hát. Chúng ta hát thế nào, chúng ta cảm nhận thế nào thì chúng ta áp dụng tùy nhẹ nhàng thì chúng ta áp dụng cả một nhẹ nhàng. Và có thể là phức tạp hơn một chút thì chúng ta áp dụng cả bốn. Và những câu lối của chúng ta có thể là chúng ta chạy là trong la thứ chẳng hạn. Đó là chúng ta có thể chạy la 2 như tôi vừa hướng dẫn là la mi la si do, đó là số 2. Hoặc là chúng ta có thể là áp dụng nhiều kiểu chạy khác nhau và chạy ngược xuống hoặc chạy xuôi lên tùy, ví dụ đó, hoặc là xuôi chạy lên. Những cái quan trọng nhất để chạy làm sao nó không bị trượt ra ngoài thì chúng ta phải đến cứ phanh một lần chúng ta phải cho nó chạy xuống, ví dụ như thế thì chúng ta đừng nhẹ nhàng thôi. Cái này nó không khó, cho nên chúng ta chỉ cần để ý, chúng ta tập mất khoảng 15 phút là chúng ta sẽ chạy được những câu này thôi. Và pha trưởng tập lên thứ
vậy. Quan trọng chúng ta phải đến, chúng ta vào thành công.